một cú lừa. Vậy là tròn một năm ta bên nhau, ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đa tình đến thế, mà sao lúc yêu em si tình đến thế. Bọn mình thật hợp mà phải không anh ơi? Một người ưa nói như em lại thích người kiệm lời. Người mà lúc bên em hay ở bên ai thì cũng tắt chuông điện thoại. Lúc anh chạm môi cô ta anh có ngần ngại, có ngần ngại không hay miên man nhớ mãi. Trả lời đi hương nước hoa thơm mùi gì lên giữa chúng ta. Em chào anh con tim sao anh trao cho em một cú lừa. Lúc anh chạm môi cô ta anh có ngần ngại, có ngần ngại không hay.